Xin chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, chúng ta lại tiếp tục chuyến tham quan bảo tàng Hermitage của nước Nga ở Saint Petersburg. Sau nhiều năm, bảo tàng này đã sưu tập được rất nhiều kiệt tác của nghệ thuật điêu khắc châu Âu thế kỷ 18 và 19. Phần lớn các tác phẩm đều thể hiện nguồn cảm hứng sáng tạo từ nền nghệ thuật Hy Lạp và La Mã cổ đại. Các nghệ sĩ của mỗi thế hệ lại thêm những ý tưởng mới của mình vào những phong cách nghệ thuật cổ điển và tạo nên dấu ấn riêng cho thời đại của họ. Phong cách nhà hát kiểu Baroque, phong cách Rococo phóng khoáng đầy quyến rũ hay phong trào tân cổ điển đầy chất anh hùng ca, tất cả đều bắt nguồn từ quá khứ xa xưa. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ chiêm ngưỡng bộ sưu tập nghệ thuật điêu khắc của hai thế kỷ với rất nhiều tác phẩm theo phong cách phục hưng. Có thể nói, bộ sưu tập này đã mang thông điệp từ quá khứ đến với mỗi thời đại. Điêu khắc là một thể loại đặc biệt của nghệ thuật tạo hình bởi khả năng mô tả hình ảnh con người vô cùng sinh động của nó. Dường như những khả năng của con người đang nằm tiềm tàng trong những khối đá câm lặng, nhưng những tác phẩm nghệ thuật bằng đá đó lại luôn khiến người xem phải day dứt trong nhiều thế kỷ. Michelangelo coi điêu khắc là hành động sáng tạo thần thánh, có thể ví như việc Chúa tạo ra con người. Đạo Do Thái và Đạo Hồi không chấp nhận việc tạc tượng con người bởi họ cho rằng chỉ có đấng tối cao mới có khả năng sáng tạo thực sự. Trong khi đó, Cơ Đốc giáo lại tôn vinh Chúa Trời thông qua nghệ thuật. Thần thoại Hy Lạp cũng có liên quan nhiều đến điêu khắc. Một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất là chuyện về Pygmalion, người từ chối tình yêu của mọi người phụ nữ. Nữ thần Hy Lạp Aphrodite đã trừng phạt anh ta bằng cách khiến cho anh ta phải lòng một bức tượng đá do chính anh ta tạo ra. Nhà điêu khắc nổi tiếng sống vào đầu thời kỳ phục hưng, Donatello cũng đã từng vô cùng yêu mến một trong số các tác phẩm của ông, đến nỗi ông đã phải thốt lên rằng, người hãy nói đi chứ, nếu không dịch bệnh cứ mang người đi cho xong. Rất nhiều tác phẩm điêu khắc đã khơi gợi cho người xem cảm xúc muốn được tận tay sờ mó vào chúng, nên chính điều này đã khiến cho chúng bị hư hại. Dầu và axit trên da con người có thể để lại những vết nhơ khó nhận thấy ngay lập tức trên đá hoa cương. Tác phẩm này miêu tả cảnh khoái lạc giữa một chàng trai và một cô gái. Đây là tác phẩm của thời kỳ tân cổ điển. Các cuộc khai quật thành Herculaneum và Pompeii vào giữa thế kỷ 18 đã lôi cuốn các nghệ sĩ trên khắp châu Âu tới Italia để nghiên cứu về nền nghệ thuật cổ đại. Họ cũng gặp nhiều rắc rối bởi tình hình chính trị và xã hội rối ren của thời kỳ đó. Những sự thật minh chứng cho các tài liệu lịch sử cổ đại và kinh thánh khiến cho nhiều người phải kinh ngạc. Đây là bức tượng Cain, người đã giết chết anh trai mình là Abel. Tác phẩm toát lên một cảm giác đau đớn. Gương mặt của bức tượng thể hiện nỗi kinh hoàng khi anh ta chính là tên sát thủ đầu tiên trên trái đất. Bức tượng này khiến chúng ta nhớ tới chủ nghĩa lãng mạn được thể hiện qua những tác phẩm điêu khắc của Hy Lạp Hellenistic. Phong cách này đã từng thay thế vị trí độc tôn của phong cách Hy Lạp cổ đại. Thi thể mềm mại của Abel nằm dưới chân người em trai chính là bằng chứng cho tội lỗi của Cain. Các cuộc cách mạng và những biến động về xã hội ở quê hương đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tác cho các nghệ sĩ. Họ hướng tới một thế giới công bằng, trật tự và hướng tới cái đẹp. Vào thời kỳ tân cổ điển, thần thoại Ganymede của Hy Lạp đã trở thành đề tài phổ biến. Ở tác phẩm này, nhân vật Ganymede được mô tả cùng với con chó đang giúp anh chiến đấu với bầy chim dữ. Ganymede là một người chân kiều bình thường, nhưng có hình dáng của thần Zeus. Còn thần Zeus thì hóa thân thành con chim đại bàng, đang dẫn dắt những người trẻ tuổi tới đỉnh Olympus. Bàn tay bằng đá hoa cương này trông thật sống động. Đó là nhờ vẻ đẹp đặc biệt của loại đá này, cùng với kỹ thuật đánh bóng của người nghệ sĩ. Rất nhiều tác phẩm trong bộ sưu tập này thể hiện hình mẫu lý tưởng về tuổi trẻ và sắc đẹp, chẳng hạn như bức tượng thiếu nữ này.
Còn đây là một tác phẩm theo trường phái tân cổ điển của thế kỷ 19. Mặc dù thiếu nữ này toát lên một vẻ đẹp đoan trang, nhưng tư thế ngồi vặn vẹo của cô dường như muốn nói lên một điều gì đó khác nữa. Tư thế đó như muốn mời mọi người xem đi vòng quanh tác phẩm và họ sẽ phát hiện ra rằng cô vừa bị một con bọ cạp cắn. Con bọ cạp bé xíu đó đang bỏ trốn. Cũng giống như những tác phẩm điêu khắc khác của Hy Lạp và La Mã, vẻ đẹp mong manh này được đặt giữa những cây cột khổng lồ. Trong phòng trưng bày các tác phẩm hội họa của bảo tàng Hermitage, các tác phẩm điêu khắc được trưng bày xen kẽ giữa các bức họa thể hiện quá trình phát triển của nền nghệ thuật châu Âu. Các bức vẽ này đều là của các họa sĩ thế kỷ 19 theo phong cách hội họa La Mã cổ điển. Đây là tác phẩm nữ thần Hy Lạp của Canova. Trong căn phòng này, trưng bày rất nhiều tác phẩm của nhà điêu khắc Italia này. Ông được coi là nhà điêu khắc có ảnh hưởng sâu sắc nhất tới phong trào tân cổ điển. Bức tượng thần ái tình và Psyche của Canova dường như đã thể hiện được một nụ hôn vĩnh cửu. Tác phẩm Ganymede là của một học trò của Canova, một nhà điêu khắc người Đan Mạch tên là Bertel Thorvaldsen. Người ta luôn nhớ đến Canova bởi sự nhiệt tình vô bờ bến của ông dành cho các lớp nghệ sĩ trẻ. Ông cũng nổi tiếng là luôn dành những khoản tiền lớn cho các học trò của mình và trở thành nhà bảo trợ cho họ. Thorvaldsen đã sử dụng một hệ thống giá đỡ truyền thống bằng gốc tre để giữ thăng bằng cho bức tượng của mình. Tư thế đứng của Ganymede hết sức thoải mái, toàn bộ trọng lượng của cơ thể dồn vào một chân. Tư thế đứng này được gọi là tư thế cùng trục do các nhà điêu khắc Hy Lạp cổ đại phát triển. Kỹ thuật này đã được sử dụng phổ biến trở lại vào thời kỳ phục hưng. Trên đỉnh Olympus, Ganymede trở thành người hầu rượu cho các vị thần. Chàng rót rượu tiên cho các vị thần vào một chiếc ly lớn. Tư thế vững chãi của bức tượng thể hiện một vẻ quyến rũ, sự cân đối về tỷ lệ và một vẻ đẹp đặc trưng của phong cách tân cổ điển. Bức tượng thần ái tình này là một tác phẩm của Canova. Cũng giống như bức tượng Ganymede của Thorvaldsen, bức tượng thần ái tình cũng có một chân đỡ bằng tre. Nó giúp cho phần chân đế của bức tượng trở nên vững chãi hơn. Những đường nét mềm mại của mái tóc thể hiện một vẻ quyến rũ lý tưởng của tuổi trẻ. Chúng ta thấy ở đây một bộ phận trợ lực khác cho bức tượng. Chi tiết này nhỏ xíu và nối liền bàn tay với cơ thể. Tác phẩm Thiếu niên chăn cừu của Thorvaldsen cho chúng ta thấy hình ảnh một người chăn cừu đang ngồi trên một mỏm núi và nhìn xuống đàn cừu của mình. Cơ thể đầy sức sống này mang phong cách điêu khắc Hy Lạp cổ đại. Loài chó không mấy khi xuất hiện trong các tác phẩm cổ đại. Đây là sáng tạo của phong cách nghệ thuật Nordic, quê hương của Thorvaldsen. Sự nghiệp sáng tác của Canova kéo dài từ cuối thế kỷ 17 tới đầu thế kỷ 18. Ông có một xưởng điêu khắc lớn ở Rome, nhưng ông lại thường xuyên đi khắp châu Âu và làm việc cho những chính trị gia nổi tiếng. Trong số các nhà bảo trợ cho ông có nữ hoàng Catherine vĩ đại, bá tước của xứ Wellington, Napoleon Bonaparte và giáo hoàng Clement XIV. Bức tượng thần diệu Bacchus này khiến chúng ta nhớ tới phong cách tự nhiên chủ nghĩa thời kỳ đầu của Canova. Bức tượng ba thiếu nữ của Canova trông thật sống động. Đây là tác phẩm nổi tiếng nhất của ông tại bảo tàng Hermitage. Ba thiếu nữ này là những người trợ tá của thần Venus. Mỗi người có một vẻ đẹp và sự hấp dẫn riêng. Họ tượng trưng cho ba giai đoạn của tình yêu là hiện thân của vẻ đẹp, niềm đam mê và hạnh phúc trọn vẹn.
Trong sự hòa đồng về hành động và cảm xúc, bộ ba này như một thể thống nhất, tạo nên một sức sống mãnh liệt. Còn ở đây, chúng ta thấy một vẻ mạnh mẽ và đầy chất anh hùng ca của nghệ thuật Baroque. Cái chết của Adonis đã được nhà điêu khắc người Italia Giuseppe Mazzola khắc họa thật sống động. Tư thế vặn người của bức tượng khiến người xem phải đi một vòng quanh tác phẩm và chiêm ngưỡng nó ở mọi góc độ. Nữ thần Venus đã thấy trước cái chết của người tình là Adonis và đã khuyên chàng đừng nên đi săn. Nhà điêu khắc đã chọn khoảnh khắc cuối cùng của Adonis khi chàng không còn đứng vững và đang cố gắng chạy thoát khỏi con lợn rừng hung dữ đang tấn công chàng. Chàng thanh niên mạnh mẽ này chuẩn bị ngã xuống, một khoảnh khắc gây nhiều cảm xúc và thể hiện tài năng bậc thầy của nhà điêu khắc. Ông luôn cố gắng diễn tả những cảm xúc của con người một cách chân thực nhất. Bức tượng cái chết của Adonis thể hiện một cảm xúc vô cùng tự nhiên. Dường như nhân vật Adonis đang khóc vì đau đớn trước khi cái chết ập đến. Đây là một tác phẩm điêu khắc kinh điển. Tư thế xoay người của bức tượng thể hiện sự ảnh hưởng của nhà điêu khắc Italia theo trường phái Baroque Bernini. Bởi người xem phải đi vòng quanh tác phẩm để có thể chiêm ngưỡng nó một cách hoàn chỉnh, nên nó đã được trưng bày trong một căn phòng rộng hoặc là giữa công viên. Phòng trưng bày này vốn là các căn phòng ở riêng tư của cung điện Hermitage. Chúng ta thấy ở đây một hình ảnh biểu tượng của mùa đông. Đó là tác phẩm của nhà điêu khắc nổi tiếng người Pháp Maurice Falconet. Falconet miêu tả thần mùa đông là một thiếu nữ đẹp đang ngồi trên một tảng băng. Nét đặc trưng trong những tác phẩm của ông là vẻ đẹp quyến rũ cổ điển. Bởi vậy, ông được coi là một trong những nhà điêu khắc hàng đầu theo trường phái Rococo. Vào giữa thế kỷ 18, Falconet quản lý một nhà máy sản xuất gốm sứ ở Pháp. Một trong những sản phẩm chủ yếu của nhà máy này là những bức tượng nhỏ bằng sứ. Bức tượng này thể hiện một vẻ ấm áp và nhẹ nhàng, một nét đặc trưng vốn không phải là của mùa đông mà là của mùa xuân. Nữ thần mùa đông của Falconet mặc một chiếc áo choàng kiểu cổ điển trễ vai. Dường như bà đang cố gắng bảo vệ bó hoa. Chiếc bát của bà bị nước lạnh làm nứt vỡ. Nữ thần mang một vẻ đẹp cổ điển, nhưng không giống như hình ảnh Đức Mẹ theo phong cách phục hưng Italia của danh họa Raphael hay Leonardo. Tư thế ngồi của nữ thần, đặc biệt là chiếc áo hở vai, khiến chúng ta nhớ tới bức họa về nữ thần mùa xuân. Trong thế kỷ 18, Falconet đã xây dựng một hình mẫu lý tưởng về sắc đẹp dựa trên tinh thần của cả phong cách cổ điển lẫn phục hưng. Bức tượng toát lên một vẻ ấm áp này chính là chân dung của nhà điêu khắc Falconet do một trong những học trò của ông là Marie Enkelos sáng tác. Falconet đã từ bỏ vai trò quản lý nhà máy để thực hiện một tác phẩm lớn ở nước Nga. Nữ hoàng Catherine muốn ông dựng một bức tượng đồng Peter Đại Đế cưỡi chiến mã. Bức tượng này được dựng tại quảng trường Saint Petersburg. Mục đích chính của Catherine là mời Falconet tới nước Nga để phát triển công nghệ sản xuất tượng gốm sứ. Vào thời kỳ đó, đây là một bí mật. Hai thập kỷ sau đó, nhà máy sản xuất gốm sứ của Hoàng gia Nga đã sản xuất được rất nhiều sản phẩm gốm sứ tinh xảo. Đây là chân dung nữ hoàng Catherine vĩ đại của Jean Goujon. Bức tượng bán thân này dường như đã nói lên phần nào về những đóng góp to lớn của bà trong lịch sử nước Nga. Tác phẩm cũng mang một vẻ sống động như thật, dường như bà vẫn đang còn sống và đứng trước chúng ta vậy. Còn đây là chân dung kiến trúc sư người Pháp Rousseau của nhà điêu khắc Pháp Augustin Pajou. Pajou đã sử dụng gam màu nâu nhẹ nhàng để mô tả mái tóc trông hết sức tự nhiên của nhân vật. Đó là kiểu tóc của các nhà quý tộc Pháp thế kỷ 18. Ông cũng đã nắm bắt được thế giới nội tâm của Rousseau qua việc mô tả đôi mắt. Đó là đôi mắt của một học giả thông thái.
Cho tới giờ, những tác phẩm mà chúng ta vừa được chiêm ngưỡng đều được tạc bằng đá cẩm thạch. Các tác phẩm điêu khắc bằng gốm sứ lại mang những nét đặc trưng riêng. Chất liệu này giúp cho nhà điêu khắc dễ dàng mô tả các chi tiết hơn, nhưng bề mặt của tác phẩm gốm sứ lại không có vẻ nuột nà như đá hoa cương. Đây là một tác phẩm bằng đất nung của Pierre Mignard. Ông là người kế nhiệm chức giám đốc Viện Hàn Lâm Nghệ thuật Paris của Le Brun dưới thời vua Louis XIV. Cho dù không biết nhiều lắm về tiểu sử của nhân vật này, nhưng chúng ta cũng nhận thấy ngay rằng ông ta là một người mạnh mẽ, nổi tiếng và có ảnh hưởng lớn trong xã hội. Những ai từng tới bảo tàng Hermitage có lẽ không thể bỏ qua bức tượng vua Louis XIV cưỡi chiến mã bằng đồng tuyệt đẹp này. Đây là tác phẩm của François Girardon. Nhà điêu khắc đã thể hiện uy quyền của vua Louis XIV bằng cách mô tả ông như một vị tướng La Mã đang chỉ huy đoàn quân ra trận. Nhiều người cho rằng tác phẩm này có lẽ là hình mẫu của bức tượng người cưỡi ngựa lớn hơn được trưng bày trong cung điện Vendôme ở Paris, nhưng bức tượng này đã bị phá hủy trong thời kỳ diễn ra của cách mạng Pháp. Điều đáng nói là Girardon, là nhà điêu khắc hàng đầu dưới thời vua Louis XIV, cũng qua đời vào đúng ngày Đức vua băng hà, đó là một ngày của năm 1715. Đây là một tác phẩm điêu khắc bằng đồng khác nữa trong bộ sưu tập. Bức tượng sư tử mang một dáng vẻ hết sức tự nhiên. Nó đã được nhà điêu khắc chăm chút từng chi tiết nhỏ. Những bức tượng nhỏ bằng sứ nhiều màu sắc này ra đời vào thời đại của nền nghệ thuật Rococo. Các nhân vật này đã phần nào nói lên đời sống xã hội Nga vào thời kỳ đó. Chúng là sản phẩm của nhà máy sản xuất đồ gốm sứ Hoàng gia Nga vào cuối thế kỷ 18. Nhà máy này đã ra đời khi nước Nga đã nắm được bí quyết sản xuất đồ gốm sứ của Pháp và Đức. Đồ trang trí theo phong cách Rococo được trưng bày trong rất nhiều phòng trưng bày của bảo tàng Hermitage. Thời kỳ Rococo là thời đại của nền nghệ thuật xa xỉ, của vẻ đẹp tinh tế và dí dỏm. Có thể nói rằng không một giai đoạn lịch sử nghệ thuật nào trước đó đạt được thành tựu này, và giai đoạn này cũng không thể lặp lại. Trong thời kỳ này, thế giới được chứng kiến những thành tựu nghệ thuật ở đỉnh cao. Đó cũng là thời kỳ nở rộ của những cửa hàng bán đồ trang trí và quán cà phê sang trọng. Các tác phẩm nghệ thuật mang phong cách Rococo xuất hiện ở hầu khắp các cung điện và dinh thự của các gia đình giàu có. Bên cạnh đó, những tác phẩm điêu khắc mang phong cách phục hưng Italia cũng khá phổ biến. Họa tiết hoa văn trên đá như thế này cũng xuất hiện nhiều trong hội họa và điêu khắc. Chỉ có điều là cùng với cây cỏ, hoa lá, các nhà điêu khắc đã thêm vào đó hình ảnh chim chóc hoặc là các nhân vật trong thần thoại. Các nghệ sĩ của thời kỳ phục hưng đã vay mượn mô típ này từ thời cổ đại. Những con vật thần thoại và các đài phun nước càng làm cho các căn phòng trở nên sang trọng hơn và huyền bí hơn. Cách trang trí này sau đó, tức là vào thế kỷ 18, đã được các nhà điêu khắc của thời kỳ tân cổ điển tiếp tục phát huy. Đây là một tác phẩm tiêu biểu của phong cách phục hưng Italia, Hephaestus, thần thợ rèn và gác lửa. Ông là người chịu trách nhiệm rèn vũ khí cho các vị thần. Do phản đối, Hephaestus bị cha mình là thần Zeus ném từ thiên đàng xuống hạ giới, khiến cho thân thể của ông bị méo mó. Rất may là ông đã được các vị thần khác giúp đỡ, như người khổng lồ một mắt Cyclopes. Còn đây là một con bồ nông đang tự nhổ vào ngực mình cho máu trong người chảy ra để nuôi đàn con. Hình ảnh này tượng trưng cho hành động tử vì đạo và lòng nhân từ của Chúa Giê-xu.
Đó cũng là hình ảnh trung tâm của bức phủ điêu, bao quanh là các họa tiết trang trí hoa lá kiểu Italia. Bức phù điêu Đức Mẹ Đồng Trinh và Chúa Hải Đồng bằng đá hoa cương này ra đời vào thế kỷ 15 tại Italia. Người ta cho rằng đây là kiệt tác của Tommaso Fiorabetti, gương mặt của Đức Mẹ trực diện với chúng ta. Bằng cách này, Fiorabetti đã tạo ra một cảm xúc thân thiết giữa hình ảnh Đức Mẹ và người xem. Họ đối diện với nhau như thể đang chuyện trò cùng nhau. Hình ảnh Đức Mẹ và Chúa Hải Đồng nổi lên trên, còn các họa tiết trang trí thì chìm ở bên dưới, tạo nên chiều sâu cho bức phù điêu. Các chi tiết càng được chạm khắc tỉ mỉ bao nhiêu thì bức tượng càng trở nên gần gũi với người xem bấy nhiêu. Đứa trẻ có vẻ hiếu động và đang vặn vẹo trong vòng tay của người mẹ. Một hình ảnh rất gần gũi và trần tục. Fiorabetti thích tạo cho các nhân vật thần thánh của mình một dáng vẻ hết sức tự nhiên, giống như con người bình thường. Bernardo Antonio Rossellino là một trong những nhà điêu khắc tài năng nhất của Italia thế kỷ 15. Tác phẩm này của ông cũng có chung đề tài với bức phù điêu trước của Fiorabetti, Đức Mẹ Đồng Trinh và Chúa Hải Đồng trong dáng vẻ hết sức trần tục và tự nhiên. Putti hay Tiểu Thiên Sứ đang bay lượn quanh họ như thể bảo vệ cho hai người. Kỹ thuật pha màu nhạt dần tạo chiều sâu càng khiến cho bộ váy bằng sợi lông cừu của Đức Mẹ trông như thật, và đó cũng là nền cho hình ảnh Chúa Hải Đồng mà Đức Mẹ đang bế trên đùi một cách dịu dàng. Chất liệu đá cẩm thạch trắng hồng trông thật bắt mắt. Rossellino đặc biệt chú ý mô tả mái tóc mềm mại của đứa trẻ. Trông nó hoàn toàn tự nhiên như mái tóc của một đứa trẻ thật sự. Đứa trẻ đang liếc nhìn trực diện về phía người xem, trong khi đó thì người mẹ chỉ nhìn nghiêng một góc 3/4. Bởi bà nhìn nghiêng nên không thu hút được sự chú ý của người xem bằng đứa trẻ. Nhưng nếu nhìn từ góc độ này, bạn có thể thấy rằng Rossellino đã khắc họa gương mặt của Đức Mẹ và Chúa Hải Đồng gần như nằm trọn trong một đường tròn. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát tác phẩm của một nhà điêu khắc tài năng khác. Nếu như tác phẩm trước của Rossellino nói lên tình yêu đầy sự hy sinh của Đức Mẹ dành cho Chúa Giêsu, thì ở tác phẩm này, Auguste Rodin lại ngợi ca tình yêu nam nữ. Trong chuyến tới thăm Italia năm 1874, Rodin đã thực sự khâm phục tài thể hiện chiều sâu nội tâm của các nhân vật của Michelangelo. Ông đặc biệt ngưỡng mộ các bức tượng bằng đá hoa cương còn dang dở của Michelangelo. Học theo Michelangelo, Rodin cũng tạc tượng trên đá hoa cương thô. Chính những khối đá không được đéo gọt này đã thể hiện tình yêu hết sức tự nhiên của các nhân vật. Gương mặt, cơ thể của họ dường như thả lỏng hoàn toàn, và nếu chúng hòa vào nhau thì sẽ tạo nên một sự vĩnh cửu. Nhân vật nam và nữ không được chạm khắc cụ thể từng chi tiết, nhưng chúng ta có thể hình dung hết về họ qua sự thể hiện ánh sáng và bóng tối. Tác phẩm toát lên một vẻ phiêu bồng. Chính vì thế mà tác phẩm này của Rodin có tên là Mùa Xuân Vĩnh Cửu và được coi là một sự đột phá trong việc thể hiện cảm xúc. Các nhân vật mà ông khắc họa có vẻ rất trừu tượng, chất liệu đá hoa cương như thích hợp hơn cả trong việc mô tả cảm xúc của nhân vật. Rodin thường trau chuốt rất kỹ lưỡng cho bề mặt đá, khiến cho nó mịn màng và tự nhiên như da thịt con người, dường như các nhân vật của ông được sinh ra từ đá. Rodin sống cùng thời với danh họa Paul Monet, và ông đã tạo ra được phong cách ấn tượng rất riêng của mình trong nghệ thuật điêu khắc. The finely polished flesh and muscle seemed to melt back into the stone from which they emerged. Còn đây là tác phẩm điêu khắc trên gỗ của nhà điêu khắc người Italia Augusto Murero. Rất giống với Rodin, Murero cũng để lại những dấu vết chạm khắc trên tác phẩm của mình để người xem có thể hiểu được kỹ thuật của ông. Những vết khắc này cũng giống như vết bút lông của các họa sĩ theo trường phái ấn tượng. Khi quan sát thật gần tác phẩm, những vết chạm khắc hay nét bút sẽ nhòa dần, nhưng khi nhìn xa hơn thì chúng lại là chi tiết tạo nên tổng thể tác phẩm.
Morero luôn mô tả nội tâm của nhân vật thông qua tư thế và cử chỉ của họ. Harlequin là nhân vật được nhiều nhà điêu khắc và họa sĩ lựa chọn để mô tả. Trải qua hơn 200 năm, từ thế kỷ 18 đến thế kỷ 19, nền nghệ thuật châu Âu đã đạt tới đỉnh cao chói lọi, từ những tác phẩm hoành tráng của chủ nghĩa tân cổ điển cho tới những sáng tạo đầy cảm xúc của nghệ thuật hiện đại. Mỗi thời kỳ mới đều gắn với những ý tưởng sáng tạo mới của các nghệ sĩ, đặc biệt là trong lĩnh vực điêu khắc. Đó cũng là tiền đề cho những sự đột phá của các thế hệ nghệ sĩ tiếp theo. Chương trình Thông điệp từ quá khứ của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.